dùng mới mình băng ghim đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn, quá đẹp. Khánh thành và cho xe lưu thông nay là 3 tháng mấy rồi nha quý vị. Xin chào quý vị, cô chú và các bạn đã trở lại kênh Đúc Cao Nhà Quê. Hôm nay mình sẽ quay cho quý vị, cô chú, các bạn xem cầu Còn Vượt mới nha. Mình đang đứng trên đường DT830 á quý vị, cô chú và các bạn. Rồi mình sẽ quay camera lại cho quý vị, cô chú và các bạn xem. Đây, hướng này là ra ngoài thị trấn Cần Vượt mình á, tầm 500m nha quý vị. Giờ mình sẽ quay là hướng đây. Hướng đây là vô cầu Cần Vượt mình nè. Rồi hướng đây là xuống cầu Mường Gà, khoảng 1 cây số nha quý vị. Giờ mình theo chân mình đi vô hướng cầu nha. Đó là quán Mộc, cái bảng của quán Mộc á, trong tổng quán Mộc và Sài Gòn Ria Bắc. Đây, theo chân mình vô cầu Còn Vượt nhau quý vị. Rồi theo chân mình nha. Đèn đường ở đây nó có một dây à, nó hơi tối nhau quý vị. Hai bên đây là khu dân cư xây ngách á, bao cái bức tường lại cho được. Ở đây trống hơi gió và tiếng nói mình không có rõ, với gió nó hụt quá, mong quý vị thông cảm không. Ở đây mà chiều thứ bảy chủ nhật đồ quá quý vị, mọi người á đổ về đây thả chiều đồ á, đông vui lắm. Này mình quay ban đêm á thì nó không có bằng ban ngày, ban đêm á thì nó đẹp hơn, không có bằng ban ngày thì nó đẹp hơn. Ở đây có dòng xây nè, dòng xây trong đó là khu dân cư đi bắt nhau quý vị, dân cư đang phát triển từng ngày á, nhà ở trong đó cũng rồi rất là có dòng xây, ở đây có dòng xây nhiều, thành phố đi bắt các bạn, dòng xây giờ cái hướng này là có để là hướng dẫn vô đường cầu Còn Vượt mình đó. Hơi bây giờ cũng 20 giờ rồi nên đường nó hơi vắng. Ở đó có cái miếu mà ở dưới đây có cái bảng hướng dẫn nè, cầu Còn Vượt nè, có cái bảng hướng dẫn ra, bảng hướng dẫn nè, hướng dẫn từ hướng cầu Còn Vượt nha. Đây mình sẽ đẹp nè, sắp tới cầu mình quý vị. Ở đây đường có một bên đèn đường nên nó hơi tối nè. Rồi, sắp tới cầu ở đó là quán ăn bãi dưỡng mới đông. Ở đây trà trái tối tụ tập ở đây đóng vậy. Rồi sắp ra tới cầu nha, sắp ra tới cầu rồi, mới cầu cầu nha, cầu luôn, tốc độ tối đa là 40, tốc độ tối đa 40, cầu rất đẹp nha. Yeah, from
xem nha. Đó là xuống chợ Phước Lại tầm 500m nha quý vị. Chợ Phước Lại đó, ấp Lĩ nào đó kia, đi hướng khu công nghiệp Lê Long Hậu đồ này kia rồi nha quý vị. Hướng đầu về Bình Thuận. Ở đây là xuống hướng xuống ngã tư Đông Thạnh nè. Ngay ngón tay mình chỉ nè. Đó xuống ngã tư Đông Thạnh tầm khoảng là 4-5 km nha quý vị. Đây là hướng lên cầu nha, rồi mình sẽ bo hướng ngược lại lên cầu nha. Đây mình sẽ quay lại hướng vào, mình đi lại hướng lên cầu nha quý vị. Đây đẹp không? Hướng lên ngược lại lên cầu rất đẹp nha. Và mình hướng ngược lại là về thị trấn Cần Duộc mình đó nha, về thị trấn Cần Duộc mình nha quý vị. Giờ mình đi về thị trấn chỗ đảo quay đó, giờ mình ngược lại cho quý vị xem. Hướng này đó là ngay chỗ hồi sông á, lòng mặt trời đèn rất đẹp, thấy không? Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Rất đẹp nha. Kết thúc video nha quý vị và các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình cho động lực để mình làm video tiếp nữa nha quý vị và các bạn. Rồi,